Dân tộc Khơ Mú thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, gồm có địa phương như Kháng, Sinh Môn, Mảng. Tộc người này còn có tên gọi khác là Xá Cầu, Tài Hại, Mấn Sen, Phu Thành, Tành. Ở Điện Biên, người Khơ Mú cư trú đông nhất ở huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Trà. So với người Thái, thì người Khơ Mú có lịch sử cư trú ở Việt Nam muộn hơn nhưng lại gắn bó và ảnh hưởng rất rõ rệt với người Thái từ địa bàn cư trú, các kỹ thuật canh tác nương rẫy, làm ruộng nước và lối sống, nhà ở cũng như các trang phục. Cuộc sống của người Khơ Mú gắn liền với rừng, núi, sông, suối, với thiên nhiên. Hái lượm đem lại cho họ không chỉ để dùng cải thiện bữa ăn gia đình mà còn thu hái những vị thuốc quý giúp cho chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Sinh kế chủ yếu của người Khơ Mú là làm nương rẫy và ruộng lúa nước. Bản cư trú thường cách xa nhau, nhỏ bé, ít dân. Các dòng họ thường mang tên một loài thú, một loài chim hay một thứ cây rừng. Điều kiện sống của con người, đặc biệt là trong không gian sinh tồn là rừng núi, sông suối nơi đại ngàn. Người Khơ Mú cũng tạo ra được bản sắc trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn kết trong cuộc sống. Họ yêu âm nhạc và lao động. Vốn dân ca, dân nhạc, dân vũ là những sản phẩm văn hóa tinh thần, cái được coi là vừa bền vững, vừa nhạy cảm, đã biến đổi, giao thoa, hòa trộn nhiều giữa cũ và mới. Điều đặc biệt trong dân tộc Khơ Mú là họ có tiếng nói riêng, nhưng dân ca, dân nhạc và dân vũ người Khơ Mú lại là những bản sao của người Thái. Người Thái có thể ít biết nói tiếng Khơ Mú, nhưng người Khơ Mú ai cũng thành thạo tiếng Thái. Họ hát bằng tiếng Thái, xòe như người Thái và dàn nhạc cụ cũng đầy đủ như của người Thái. Dùng tiếng Thái để hát theo âm điệu khúc thức và tiết tấu, nhưng lời bài hát, câu chuyện đối đáp và diễn trình trong ca múa nhạc lại là tiếng lòng, niềm mơ ước và khát vọng của tộc người mình. Trong bộ nhạc cụ của người Khơ Mú có đủ cả đàn tính, các loại pí, đàn nhị, trống, chiêng, sinh tiền, trũng trẻ. Họ còn có cả đàn môi, kèn lá. Ngoài ra, pi samroi là nhạc cụ vốn được tổ tiên người Khơ Mú lựa chọn là phương tiện biểu đạt tình cảm, nên trong lòng nghĩ gì thì tiếng pí sẽ cho thấy rõ tâm trạng của người thổi. Tức là khi mà tâm hồn hòa cùng điệu nhạc thì tiếng pí mới cuốn hút đi vào lòng người. Hiện nay nhạc cụ truyền thống này của dân tộc Khơ Mú đang bị thất truyền. Những nhạc cụ của các dân tộc khác trong nhóm nhạc cụ hơi, màng rung, tự thân vang cũng đa dạng về cách chế tác, cũng có trong sinh hoạt của người Khơ Mú do chính họ chế tác. Các loại nhạc cụ này luôn gắn liền với nhiều sự kiện của đời sống xã hội. Ngoài chức năng giải trí trong sinh hoạt ở một số dân tộc, việc sử dụng nhạc cụ được quy định khá rõ ràng làm nên bản sắc âm nhạc truyền thống của người Khơ Mú ở Điện Biên.